Quý vị có biết không, CF3 nó còn có một tính năng khá độc chiêu khác nữa là cho chúng ta ghép nhiều cái hình ảnh khác nhau vào để tạo ra một hình ảnh độc đáo. Và nhờ tính năng này chúng ta sẽ thực hiện cái bài tập này rất là dễ dàng thưa quý vị. Như quý vị thấy hai anh chàng này chụp ở hai cái góc độ khác nhau, nhưng tôi cũng bóc cái đầu của hình bên đây. Tôi gắn vào bên đây. Nhưng nếu bình thường để chúng ta làm điều này, chúng ta phải nghĩ đến chuyện là cắt cúp cắt cái hình ra, bóc cái đầu ra sau đó đưa vào đây rồi chúng ta sẽ làm số thủ tục là canh chỉnh rồi à, chọn lựa vân vân các thứ. Thì như vậy chúng ta sẽ tốn rất nhiều thời gian và chưa chắc đã hiệu quả. Nhưng CS3 nó hỗ trợ chúng ta làm, nó tính chi ly từng cái pixel một để cho chúng ta nó co giãn và nó trùng khớp, nó so sánh các pixel để cho nó gộp cái hình lại làm sao hợp lý nhất. Thì nhờ tính năng này chúng ta sẽ thực hiện công việc càng nên dễ dàng hơn và người ta gọi đây là tính năng là align layer thì chúng ta sẽ làm như sau bạn hãy nhân bản cái hình này bằng đọt bỏ vào đây bằng cách nhấn lệnh duplicate layer chúng ta sẽ chọn vào cái file trên nhấn ok và chúng ta tắt hình này đi thưa quý vị bây giờ chúng ta đã có hai hình ảnh trên đây hai hình hoàn toàn khác nhau về độ lớn kích thước cũng như là chi tiết hoàn toàn không có giống nhau cả nhưng chúng ta biến cái hình về lớp layer không bỏ bỏ lớp đi chúng ta chọn luôn cả hai lớp này và sau đó quý vị vào trong lệnh edit chọn là auto line layer nó nhấn vào đây rồi chúng ta nhấn vào auto rồi chất xanh thì nhấn vào ô tô cho nhấn ok bạn thấy chương trình nó sẽ tự tính toán xử lý và nó tự coi dạng bóp méo cho chúng ta rồi bây giờ chúng ta chỉ còn cách duy nhất là bạn hãy à, chọn trên đây bằng xử lý bỏ này giờ nhấn nút vào đây lít bỏ rồi bấm trên đi. sau đó bạn cho tôi cái mặt nạ chỗ này chọn mặt nạ ở đây và bây giờ chúng ta chỉ cần vẽ lại mà thôi ta xóa bỏ những cái không cần thiết để chọn cây cọ để nó phần trăm chúng ta sẽ quẹt bỏ đi những chỗ không cần thiết như hạn như đây cái áo này ta không cần thiết nữa ta lại bỏ đi cho nó hiện áo cũ lên thưa quý vị rất là nhanh chóng giờ chúng ta sẽ phóng lớn vùng này lên để chúng ta chỉnh cho nó dễ rồi à, đây cũng vậy Thôi thưa quý vị chỉ cần có một cái chiêu đơn giản như vậy quý vị đã lồng cái đầu này vào trong cái mình này rất là dễ dàng mình xem đây chúng ta đã lồng vào rất là dễ dàng và người ta ứng dụng này trong việc là lắp ghép nhanh các đối tượng mà đảm bảo sự chính xác cao và đây chính là một trong tăng ưu việt của set 3 mà quý vị cần phải nghiên cứu thêm à, từ trước đến nay với xử lý ảnh cũng như là các anh em nghệ sĩ giúp ảnh rất là đau đầu về việc là để làm sao có được một tấm ảnh đen trắng hiệu quả nhanh và nghệ thuật. Thường thì những cách làm cũ như là chuyển sang Mod, Image, scale hoặc Desaturate hoặc là Channel Mixer đều không làm các anh thuyết phục. Thì bây giờ với tính năng của CS3 nó có thêm một hiệu ứng nữa khá là độc đáo đó là hiệu ứng and White không những là giúp cho chúng ta tạo ra một tấm ảnh đen trắng đúng tiêu chuẩn mà nó còn cho phép ta ép thêm một những cái màu mới vào và những màu này gọi là những màu nghệ thuật khá là độc đáo thì ví dụ này sẽ minh chứng điều này cho quý vị thấy đầu tiên quý vị hãy mở một cái hình màu lên sau đó chúng ta vào trong phần là layer và quý vị thấy có một chức năng là new adjustment layer bạn thấy có một cái lệnh mới đó là black and white chúng ta nhấn vào đây à, nó rất đặc biệt cái chỗ này là cái hiệu ứng black and white này nó sẽ nằm ở trên phần layer adjustment cho nó không nằm ở ngay chỗ là filter chúng ta nhấn vào đây thưa vậy. vị rồi chúng ta sẽ nhấn vào đây là ok thì nó hiện ra một cái lớp mới bạn thấy trên đây bạn sẽ vô tư được cân chỉnh cho à, cho nó hình được đẹp nhất và dĩ nhiên có phần reset thì nó gợi ý chúng ta chẳng hạn bạn muốn cho nó phần là hai con chat blue filter nhấn này hoặc là hai con chat rít filter này nó sẽ sáng phần đỏ hơn và bạn có thể gia giảm những thông số trên đây tùy từ những cái kênh màu hạn như là đỏ vàng xanh uh, cyan là xanh da trời blue magenta không vân thứ bạn có thể kéo để bạn điều chỉnh sắc độ có đến sáu sắc độ cho bạn điều chỉnh khác nhau để có ra một tấm hình mà nó có sự tương phản cũng như là chất lượng đẹp nhất còn bạn muốn cho nó chuyển thành một cái hình ép uh, màu thì bạn nhấn vào tin nhấn ở đây thì bạn hãy chọn cái màu cần ép bạn có thể chọn cái cần huê bạn kéo cái hệ màu cần ép hình đây rồi sau đó bạn nhấn saturation để tăng cường cái độ màu bằng ép và ta nhấn ok thế là xong thưa quý vị đó là tính năng khá độc đáo và nhanh chóng của set 3 giúp chúng ta chuyển một cái hình màu về đen trắng hoặc là một cái màu khác thưa quý vị dù cho cái máy ảnh ngược số của vị có là nhà nghề cỡ nào đi nữa chẳng hạn như là 5D của Canon Mark của Canon hoặc là D2XS của Nikon thì cái độ sâu của màu tối đa của bạn ra cỡ là một tấm ảnh ra cỡ là 12 đến 14 bit màu là tối đa và nếu mà để chụp được tấm hình 16 bit thì chuyển lên 16 bit thì bởi vì phải để chế độ là RAW hoặc là tiếp còn JPEG tất cả đều là 8 bit nhưng với Photoshop CS3 nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra một tấm ảnh 32 bit có độ tương phản exposure cực kỳ là chính xác. Thì để làm được điều này thì trong máy số vì phải điều chỉnh qua cái chế độ chụp ở BKT Thì tùy theo máy nó sẽ cho ông ta là 3 phem, 4 phem, 5 phem, 6 phem hoặc là 9 phem Thì bao nhiêu phem không quan trọng vấn đề chỗ là khi chúng ta chụp ở BKT Thì nó cho ta ra những mảnh là thiếu sáng, đủ sáng và dư sáng Và nhờ những cái mảnh này chúng ta sẽ dùng chức năng của Photoshop Đó là chức năng Automat và M2HDR Thì các bạn sẽ tạo ra tấm ảnh 32 bit có độ exposure Chính xác và ra Tấm hình tương đối là tuyệt vời Bây giờ chúng ta sẽ chọn những tấm ảnh Thì bạn có thể sử dụng những tấm ảnh Mà trong chương trình Photoshop CS3 Nó cho sẵn một số ví dụ Bạn hãy chọn vào Adobe Adobe CS3 Bạn chọn vào trong symbol Trong phần là M2HDR Rồi bạn chọn bốn cái file ảnh này bốn vai ảnh này nó tượng trưng cho thiếu đủ và dư sáng trong à, chức năng chụp bkt rồi ta nhấn vào đây thì bạn thấy chương trình nó tự động nó xử lý cho chúng ta bạn có đợi trong một giây lát rồi, bạn thấy nó đang chạy và cuối cùng thì bạn thấy nó sẽ hiện lên cho chúng ta một cái cửa sổ mà sau khi nó đã tính toán hoàn hảo bạn hãy đợi trong giây lát đây thưa quý vị à, tấm ảnh này là đủ sáng tấm này là dư sáng này là dư sáng và đây là thiếu sáng bốn tấm nó mệt lại ra tấm ảnh như thế này và bây giờ chúng ta chỉ việc điều chỉnh những cái phần là white ba lăng trên đây để chúng ta xét lại hàng thấy đây nó dư sáng đây chúng ta có thể lên đây một tí xíu thì hình nó sẽ đủ lại thì là tối quá đi rồi tiếp theo bạn nhìn thấy đây đây là cái độ sâu của màu ta, ta tăng lên được 32 bit nếu như không nhờ tính năng này bạn không cách chi đi lên được 32 bit cả rồi sau khi chúng ta chỉnh xong ta hài lòng bạn nhấn ok thì bạn sẽ có ngay trên màn hình các bạn một cái file 32 bit nhưng mà cái độ exposure nó hoàn toàn chính xác và cái độ sâu của màu nó trở nên cao hơn là 32 bit màu chứ còn bốn tấm ảnh kia chỉ có 8 bit mà thôi và tấm ảnh này hoàn toàn nó khác với bốn tấm ảnh kia thưa quý vị. Đây quý vị hãy xem. Sau khi nó làm xong nó sẽ ra tấm ảnh như thế này cho quý vị thấy. Đây thưa quý vị, đây là tấm ảnh hoàn toàn 32 bit màu. Khác với những tấm ảnh ban đầu, mà anh xem những tấm ảnh ban đầu đây, cái tấm ảnh này. Tấm ảnh này nó chỉ có là 8 bit mà thôi, nó chỉ có 8 bit thôi thưa quý vị. hay 8 bit và nó hoàn toàn nó không có thể nó có cái độ sâu của màu bằng cái ảnh này được.